chúc có tính lên tuyển đi. Cảm ơn em lên U23. U23 đấy. Vẫn tuyển mà. Cứ tuyển là được. Cười lên em. Em chào anh. Về Việt Nam sao anh ơi? Hỏi đoàn á. Đẹp. Tuyệt vời. Học thật đấy. Cảm ơn đã đưa cho tôi đi đến nơi về trường. Cho anh đợi tí. Anh em ok chưa? Xong rồi. Thế thì anh em mình set up à? Ok. Đi thẳng nhá. Cô Phượng có thể chia sẻ cảm xúc sau khi được gọi cuộc chuyện này. Em nghĩ là ai đó là một cầu thủ bóng đá thì khi mà được gọi về đội tuyển thì ai thì cũng chắc chắn cũng là rất là vui. Thì bản thân em thì em cũng sẽ nỗ lực hết sức mình thôi. Những cái hoạt động đầu tiên của Công Phượng sau khi trở về từ Việt Nam là gì? Dạ, em về tập trung đội tuyển thì về đá bóng thôi, chứ đâu có hoạt động gì đâu. Những cái hoạt động ngoài đá bóng ví dụ như là đi chơi, đi ăn uống, có nhớ phở các kiểu không? Thế là em chưa có gì. Chưa có gì. Tập trung chuyên môn ai hỏi đấy. Thực ra thì vừa qua thì Phượng cũng không được thi đấu nhiều ở nước ngoài, thì bản thân Phượng có phải là quãng thời gian khó khăn với Phượng? Phượng nghĩ đó không hẳn là một khoảng thời gian khó khăn, bởi vì đó cũng là một môi trường bóng đá rất phát triển để Phượng cố gắng vào học hỏi. Thì mặc dù là không phải là còn trẻ nhưng mà mình thấy những cái điều tốt thì Phượng nghĩ là cũng nên học hỏi rất là nhiều. Đó có phải là lý do mà khiến Phượng vẫn nuôi hy vọng và tiếp tục ở lại đến bây giờ? Dạ vâng. Vừa qua thì huấn luyện viên Chu Xie cũng đã sang và gặp Phượng, thì thầy đã chia sẻ với Phượng những điều gì, và lúc đó thì thầy đã cho biết là đã cho Phượng biết là sẽ gọi Phượng ở lần tập trung này chưa? Thì cái đó thì Phượng nghĩ anh nên hỏi thầy.
Còn chắc chắn thì không ai, một cầu thủ nào có thể chắc chắn lên đội tuyển khi mà mình phải thể hiện lên phong độ cũng như là khả năng của bản thân, thì lúc đó thì huấn luyện viên mới, với lại là chiến thuật của huấn luyện viên. Bạn trở về hội quân lần này thì công phận là mục tiêu như thế nào? Dạ, em xin phép em không trả lời. Bản thân Phượng có bất ngờ khi mình được triệu tập không? Dạ, theo Phượng nghĩ thì nếu mà mình cố gắng hết sức thì cái điều đó thì cũng không hẳn là không phải là bất ngờ gì. Phượng có thể chia sẻ một chút cảm xúc khi mà huấn luyện viên Chu Xie được thấy huấn luyện viên Chu Xie trực tiếp sang Nhật Bản theo dõi mình khi đó? Thì có nghĩa là mỗi người có một công việc riêng, thì đó cũng có thể là bởi vì để thầy biết được cái cách tập luyện của câu lạc bộ bên đó như nào thì thầy sẽ đánh giá để lựa chọn những tiêu chí của thầy. Trong quãng thời gian vừa qua thì Phượng duy trì cái phong độ của mình như thế nào? Bởi vì bên đó thì hầu như ngày nào cũng tập luyện với cường độ rất là cao và cũng có các trận đấu giao hữu của câu lạc bộ. Trong quá khứ thì Phượng đã gặp Indo khá nhiều ấy, thì kinh nghiệm cũng như là cái kỳ vọng của mình cho hai trận đấu sắp tới sẽ là như thế nào, bởi vì đây là hai trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Bởi vì theo Phượng nghĩ là mỗi nền bóng đá thì họ đều phát triển, không riêng gì Việt Nam, thì Indo họ cũng rất là phát triển, nên là khi mà mình gặp lại họ thì mình xem lại hiện tại bây giờ thôi, tìm ra đấu pháp để đánh bại họ thôi. Còn về quá khứ thì đội nào cũng phát triển hết. Bản thân Phượng theo dõi đội tuyển cũng như là đã từng Phượng thấy sự khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam ở thời huấn luyện viên Park cũng như là huấn luyện viên Chu Xie như nào? Dạ, à, em có thể chia sẻ cảm xúc lần này lên tập trung cùng ngoài ba. Cảm xúc của em thì lên nay đợt này rất là vui vì em giai đoạn là quan trọng để cho em chuẩn bị giải đấu ngoài ba trọng tâm. Bản thân bọn em thì em đặt mục tiêu như thế nào ở đội tập trung? Bản thân bọn em thì cũng cố gắng để có thể chuỗi danh sách cuối cùng trước khi lên đường sang Qatar. Bản thân em tự nhận thấy là cái phong độ lần này, thời gian vừa qua của mình như thế nào trước cái đợt tập trung? Phong độ gần đây của em thì em thực sự chưa tốt, với cả em cũng chưa được ra sân nhiều đợt này nên là em cần cố gắng nhiều hơn. Đợt này là có sự xuất hiện trở lại của công Phượng ở tuyển và bọn em chắc chắn là cũng sẽ trộn với nhau để tập luyện ấy. Thì bản thân em cảm thấy có thú vị cũng như hào hứng chờ đợi những cái buổi tập luyện sắp tới. Công Phượng thì mọi người biết rồi, anh là một người rất là chuyên nghiệp cũng như là cầu thủ mà ở Việt Nam rất nhiều người luôn hướng tới cái phong độ của anh Nhật và cái thái độ tập luyện của anh. Nên là em rất là mong để cố gắng. Nói chung là cũng vui khi tập được, nếu mà tập cùng anh Phượng.